Hello anh em nha, chào tất cả các anh em cùng đam mê camping và khám phá nha. Hôm nay đoàn của mình sẽ đi cắm trại ở một cái đồi cỏ hồng. Đây là quang cảnh của xung quanh đồi cỏ hồng nha. Đồi cỏ hồng thì nó gần suối Vàng, suối Bạc á. Mình sẽ quay xung quanh cụ thể cho cái khu vực này cho anh em chiêm ngưỡng nha. Nó rất là đẹp, mái cỏ thì xanh xanh và phẳng lì, đồi thông thì xung quanh nó rất là mát mẻ nha. Ở chỗ này thì nó trống mà nó bằng phẳng rất là đẹp luôn anh chị ơi. Ví dụ anh chị nào có đi suối Vàng, suối Bạc đó, hay là đi về hầm Đất Sét của Đà Lạt của này ha, thì nó sẽ có một cái đồi cỏ hồng xung quanh đây, nó sẽ có cái khu vực cắm trại là rất là rộng rãi cho anh em nào ấy. Anh em nào mà thích cắm trại view thì ngắm hết tí luôn nha, view thì ngắm về toàn cảnh xung quanh luôn, rất là đẹp đó, bản này rất là rộng. Và anh em mà cùng đam mê thì xin cho mình một đăng ký kênh nha, để mình có động lực thôi chứ YouTuber mình chưa có thu tiền được đâu, làm gì đam mê thôi chứ còn mấy bạn coi thì cũng không có tốn ngàn nào hết trơn, chỉ tốn wifi, tốn thời gian thôi. Ngồi tại nhà mà được quay coi những cái video mà mình đi tận gần sâu về mình quay mình chia sẻ ra cho anh em chiêm ngưỡng thì anh em tiếc gì cho mình một đăng ký kênh ha. Rồi cảm ơn anh em đã đăng ký để ủng hộ trong thời gian qua. Chứ còn thu tiền thì YouTuber đâu phải lấy tiền thiên hạ đâu, dễ đâu anh em ơi. Thấy tụi nó khó lắm, giờ làm gì đam mê thôi. Tại mình thích, mình rất là thích đi du lịch, thích đi đây đi đó, giờ quay lại cái cảnh đẹp đậm đà của Việt Nam mình chia sẻ cho anh em một tham tham khảo nha. Nhiều anh em không có chưa có điều kiện đi ra thì cứ ngồi nhà đi, mình sẽ đi quay lại cho anh em xem nha. Sương mà nó đậm trên mấy cái bông của cỏ này đó thì cái ánh sáng nó chiếu vô cái hồng hồng lên rất là đẹp, nhìn hết sức là đẹp. Đây, cái view nhìn xuống dưới này nha, nhìn xuống dưới là cái thùng lũng Vàng, suối Vàng rồi đó, đó bên đó đó, và cây thông cổ đơn cũng hướng này luôn, nhưng đi còn khoảng 20 cây nữa đó, đi cái đường vòng qua xa lắm. Và mình cũng sẽ có những cái video clip nói về cây thông cổ đơn nữa, cây thông cổ đơn còn đẹp hơn chỗ này nữa, nhưng mà xe vô rất là khó khăn nha, chỉ có xe máy thôi, bốn bánh hai cầu xe địa hình thì vô cũng hơi khó khăn đấy. Anh nào mà có bản lĩnh như giống như cái đó, có nói chung là có kinh nghiệm đi up road và đi 4x4 hai cầu đó thì mới đi nổi, đi đâu tới cái thông cổ đơn đó, là nguyên cái hồ của nó đó, hồ đó là hồ liền thông với cái thông cổ đơn đó, mà còn xa lắm. Còn đây là chân cổ hồng qua xuống giờ đây là ban đêm của chúng mình nha. Bắt đầu đêm mà hôm nay mình sẽ tập hợp đây. Rồi, mời các anh em cùng tham khảo cái chuyến đi đêm của mình cắm trại ở trên đầu nha. Chào tất cả anh em. Chỗ đó trống để chứ không đi. Trống đây. Đây nè. Chỗ này trống đây nè. Ngồi chỗ này nghe, chỗ ẩm nè. Còn không đứng luôn đi cho rồi. Thôi, đứng rồi. Đứng rồi, ngồi lên đây nè, ngồi nè. Rồi. Ngồi ghế cho. Để em ngồi dừng dừng. Hồi chiều hỏi khóa cần đem ghế đem bàn không mà anh kêu đi đã đầy đủ hết không anh sắp ghế sau rồi thôi không cứ để về đây được rồi. Ủa em người Đà Nẵng hả? Dạ, Đà Nẵng vô nè anh. À dạ hả, hôm nay trung Đà Nẵng vô. Dạ. Vô hôm tối qua thì con 43 vô đó. Dạ, con 9:30 rồi. 9:30 hả? Cục lam chín luôn rồi á. Dạ dạ, chấm này mới 9:25 thôi. Con heo nãy chế quá. Con heo thì giờ phải phanh xác lại nước. Con bia có ly lớn. Có ly lớn hả? Dễ ly lớn. Đầy đủ á. Anh đi gần mà, anh không nói vậy nó đi vô đấy mà. Trời ơi, tao nói đi gần mà. Đâu đi gần đâu. Mang guốc. Anh uống bia không được. Bia quá. Cơm lam của anh. Vô đi anh. Rồi. Anh uống bia không được. Uống rượu đâu. Chai đâu Trung. Đây. Có xô. Chai vô xô mà đi nè. Ủa cái xe kia đâu vậy?
Đó. Cái xe chẳng đâu? Xe kia em bán rồi. Xe Renault á? Bán rồi. Bao nhiêu? Mình có mua mấy chục thì bán mấy chục thôi. Đâu cái gì cũng đã hả? Có công việc đó mà không? Rồi à. Công việc đó mà. Đầu bếp giỏi hả? Dạ. Này chắc gì là chuyên nghiệp quá hả? Không, không, không. Discovery ở Đà Lạt mình. Ủa vậy hả? Sao không biết à? Đúng rồi, chắc phải hồi hồi mới gặp chứ. Dễ gì anh mới nghiệp trên tay. Được rồi, để đi, cái để cho chảnh đây đi. Anh tên gì? Anh Sĩ, anh Sáu Sĩ á. Rồi, nâng anh, nâng ly đi, nâng ly cái đi. Dạ, dạ, dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.